Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Hôm nay trong video này Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái điệu rất là thông dụng mà khá là nhiều bạn đã yêu cầu Phong hướng dẫn, đó là điệu cha cha cha. Và trên kênh của Phong thì Phong cũng đã hướng dẫn hình như đâu là 7-8 điệu gì rồi hay sao ấy. Hy vọng là các bạn sẽ tập luyện hết để cái trình độ chơi đàn của các bạn nó thật xịn sò nhá. Còn những cái điệu nhạc phổ biến như là swing, rap, hanabera, hành khúc vân vân, nếu bạn nào yêu thích thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Phong thấy các bạn yêu cầu nhiều, Phong sẽ làm ngay lập tức để giúp cho các bạn có thể chơi được tất cả các bài hát. Rồi, các bạn yêu mến Phong thì hãy đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất của Phong, và đừng quên like và share giúp Phong nếu thấy kênh hữu ích nha. Ok, điệu cha 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 này thì nó thuộc về nhịp 44 nhá, và tốc độ nó cũng khá là nhanh. Nhiều bạn lầm tưởng là nó khó nhưng thực ra nó không có khó, mà nó đòi hỏi tay các bạn nó phải nhanh. Trước khi vào đánh mẫu và hướng dẫn chi tiết thì Phong sẽ mở cái beat điệu lên để cho các bạn nghe và dễ hình dung. Hoặc có thể là một số bạn chưa biết điệu cha 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 hình thù nó như thế nào đâu. Nói chung là học nhạc ấy, cái phần luyện nghe nó cực kỳ quan trọng. Các bạn cần phải hình dung được cái điệu, cái tiết tấu, cái nhịp thì các bạn tập trên đàn nó sẽ cực kỳ dễ. Rồi, Phong sẽ mở lên và giơ 4 ngón tay lên để thị phạm cho các bạn nhé, và đọc luôn cái tiếng trong cái beat để cho các bạn dễ hình dung và sẽ phân biệt được cái phách mạnh ở đâu. Bởi vì khi chúng ta chơi cái phách mạnh nó sẽ rơi vào cái bát của hợp âm, mà khi chuyển hợp âm nó cũng sẽ vào phách mạnh. Rồi, các bạn chú ý nhá. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kịch tắc kịch 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 kinh kinh kịch tắc kịch kịch tắc tung tung kịch tắc kịch kịch tắc tung tung kịch tắc kịch kịch tắc tung tung kịch. Đó, hình thù của điệu cha 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 nó là như vậy. Kịch tắc kịch kịch tắc tung tung kịch tắc tung tung 1 2 3 4 1. Đây, cái kịch mà rõ ràng mà rời rạc nhất ấy, mạnh nhất ấy, thì nó là phách mạnh. Thì thường dây bát của hợp âm nó sẽ rơi vào cái phách mạnh này, và khi chúng ta chuyển hợp âm ấy, đánh hết ô nhịp 4 phách chuyển hợp âm thì cái bát của hợp âm sau nó cũng phải rơi vào cái này nhá. Nó phải chính xác ấy, thì các bạn đệm hát nó mới chính xác được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên là cách số 1, Phong sẽ đánh làm mẫu trước cho các bạn xem nhá. Phong sẽ làm mẫu với 4 hợp âm, gồm có chủ âm là đô trưởng, la thứ, pha trưởng và son trưởng. Rồi, 1 2 3 4. Đó, cách số 1 nó là như vậy. Và khi chúng ta đánh với beat ấy, thì nó sẽ khớp như này này. 1 2 3 4. Đó, đánh chung với beat điệu nó là như vậy. Các bạn phải chú ý ở những cái đoạn chuyển hợp âm vào phách mạnh nhá. Về bộ beat điệu này, bạn nào mà có nhu cầu ấy thì hãy liên hệ với Phong qua những thông tin này, ủng hộ Phong. Các bạn chỉ cần mất một chút phí nho nhỏ thôi, bằng bữa cà phê của các bạn uống, nhưng mà các bạn sẽ có được một cái công cụ tập luyện cực kỳ tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho các bạn hình dung được điệu, nhịp của các bạn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nói chung là các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Rồi, bây giờ các bạn nhìn lên công thức chi tiết của cách số 1 trên màn hình. Thì Phong sẽ hướng dẫn chậm cho các bạn nắm được cái thế tay. Vì cái màn hình nó bé nên Phong chỉ thị phạm bằng đô trưởng và la thứ thôi nhé. Còn bạn tập xong rồi bạn thay đổi cái hợp âm thôi là được. Tí nữa phần sau Phong sẽ mở tab chạy, các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Yên tâm, Phong đã tạo tab rất là chi tiết rồi. Rồi, bên trên là công thức đánh, bên dưới là số phách. Các bạn đánh làm sao mà nó phải khớp với số phách bên dưới. Cha 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 là nhịp 44 thì nó sẽ có 4 phách trong một ô nhịp. Nó lặp đi lặp lại thôi. Thì 1 là đập xuống và giở chân lên, 2 đập xuống và giở chân lên, 3 và 4 và 1. Đây, các bạn chuyển hợp âm phải chuyển vào cái phách số 1 này nhá. Và cái ở giữa là cái phần nốt nhạc, nếu mà bạn nào biết nhạc lý thì nhìn cái ở giữa cho nó dễ. Rồi, giờ Phong sẽ hướng dẫn chậm, các bạn chú ý cái tay của Phong này. Rồi, cái công thức ở trên ấy, xuống lên ấy, thì các bạn đánh bằng một ngón tay trỏ này thôi nhá. Xuống thì đánh vào cái phần móng này, lên thì đánh vào cái phần thịt này. Lướt cái tay qua, thả lỏng cổ tay, nhẹ nhàng thôi để cho cái tiếng đàn nó mượt mà. Rồi, phách số 1, các bạn đánh xuống này, bấm vào đô trưởng nhá. Xuống. Xuống các bạn đánh vào cái nhóm dây của bát đô trưởng này. 5 4 3 2. Xuống. Lên, lên các bạn đánh vào 3 dây dưới này. Lại. Xuống, lên, chập. Đây, cái chập này các bạn đánh cả 5 dây dưới này luôn. Vuốt qua và úp cái tay này vào này, úp cái mã của ngón tay cái, tay phải này vào này. Xuống, lên, chập. Đấy, vừa hết dây là úp cái ngón cái má tay vào là nó ra được cái tiếng đấy. lại nhá, xuống lên chập, lên xuống lên, bịt thả. Bịt ấy, là các bạn không có phải chập mà là đánh vào xong rồi thả ra này, thả cái tay bấm hợp âm này ra, thả nhưng mà không thả hẳn ra mà nó vẫn nằm trên cái dây nhé, để cho cái tiếng nó câm lại ấy. Cái tay nào thả ra còn nằm trên dây thì cái tay bên này phải đánh vào cái nhóm dây đấy. Rồi cái thả vào cái và phách thứ tư thì các bạn thả hẳn tay ra luôn và đánh vào 3 dây, 3 dây của cái nhóm hợp âm mà các bạn đang đánh nhá. Này, thả, bịt, thả để chuyển qua hợp âm khác. Cái lúc các bạn thả này ra các bạn chuyển qua hợp âm khác nhá. Đấy, rồi con sẽ đánh chậm này, xuống lên chậm, lên xuống lên, bịt thả, xuống lên chậm, lên xuống lên, bịt thả xuống. Đấy, chậm hơn nữa nhá. Các bạn chú ý cái nhịp chân không đập dưới nền này, sợ các bạn không hiểu, sẽ đánh lại lần nữa thật chậm. Nhớ là thả lòng cổ tay nhé, lướt qua mặt dây thôi chứ đừng có bổ rầm rầm vào đàn, nghe nó rất là ồn ào nhé. Chủ yếu là các bạn ngắt được cái tiếng thì nó mới hay được. Xuống lên chậm, lên xuống lên, bịt thả, xuống lên chậm, lên xuống lên, bịt thả, xuống lên chậm. Đấy, rồi đánh nhanh nó sẽ như này. Xuống lên chậm, lên xuống lên, thả xuống lên. Lên pha trưởng thì nó cũng thế thôi, xuống lên chập, lên xuống lên, thả son lên chập, lên xuống lên, thả đô. Đó, đánh cái điệu cha này các bạn phải cố gắng đánh được hợp âm chặn thì nó mới hay được. Rồi các bạn xem táp chạy nhá, xem cố gắng xem thật chậm thôi. Ok, xong cách số 1 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách khó hơn là cách số 2. Cách này nó khó hơn là vì chúng ta sẽ phải đánh hợp âm chặn. Công thức của đánh hợp âm chặn, điệu cha 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 này mà các bạn muốn hay ấy, các bạn cố gắng đánh trên hợp âm chặn nó mới tạo ra được cái độ nảy, độ tưng của cái chất cha cha cha. Chứ đánh hợp âm bình thường nó vớ vẩn là dễ lộn qua bossa nova đấy. Rồi, bây giờ Phong sẽ làm mẫu trước nhá. Phong sẽ đánh trên đồ chặn trên ngang cao này, là thứ chặn này, pha chặn này, so chặn. Rồi. 1, 2, 3, 4 chung với beat này, 1, 2, 3, 4. Đó, cách số 2 này đánh hợp âm chặn nghe nó mới phê đúng không? Rồi các bạn nhìn lên trên màn hình này nhá. Phong sẽ không nói lại về số phách nữa mà Phong sẽ đánh cái công thức bên trên. Xuống chát là nó đã là 2 phách rồi, 2 nốt đen, mỗi cái đấy các bạn đánh trong 1 phách nhá. Rồi xuống đầu tiên này, xuống chát, chát lần này các bạn hất bằng cái tay lên, xuống chát hất bằng cái phần thịt của ngón tay tròn này, xuống chát. Đấy, nhả cái tay này ra, tiếng chát là các bạn hất lên xong nhả cái tay bên bấm vào âm này ra này. Đó, nó ra được cái chất này của cha cha cha. Xuống chát, bịt, lại bịt thì giống như cách cũ rồi, lại này, xuống chát, bịt, kêu, bịt kêu ấy, cái kêu của và phách thứ 3 ấy, thì các bạn vẫn cái tay lên giống như cái chát phách thứ 2 nhưng mà không có nhả tay bên này nhá. Rồi lại này, xuống chát, kêu, xuống. Rồi xuống này là chuyển phách mạnh mà, phách mạnh chuyển được âm. Lại này. Xuống chát bịt kêu bịt bịt chuyển. Chát bịt kêu bịt bịt xuống. Chát bịt kêu bịt xuống. Chát bịt kêu bịt bịt xuống. Lại chậm hơn nữa nhá. Các bạn cố gắng mà cái tiếng chát này cho nó hay vào. Đây là cái điểm nhấn. Và hai cái bịt của phách thứ tư ấy, là các bạn chủ động để chuyển qua hợp âm khác nhé. Lại này. Xuống chát bịt kêu bịt bịt xuống. Chát bịt kêu bịt bịt xuống. Chát bịt kêu bịt bịt xuống. Chát bịt kêu bịt bịt chuyển. Vì trên màn hình thì Phong để có đô trưởng và la thứ thôi, nhưng mà khi các bạn chuyển hợp âm thì cứ công thức thôi, chủ yếu là mình thay cái hợp âm là nó khớp vào thôi mà. Còn khi mà đánh chuẩn tốc độ thì nó như này này. Xuống chát kêu bịt chuyển. Rồi nếu mà các bạn nào mà máu me hơn nữa, thích nhanh hơn thì đánh tốc độ nhanh lên. Sướng quá đúng không? Các bạn phải đánh cho đúng chất nhá, phải tập cho nó chỉn chu vào, không đánh vớ vẩn là bị lộn qua bossa nova đấy. Thế nên các bạn hãy cố gắng xem thật kỹ nhá. Đoạn nào mà không hiểu các bạn hãy cố gắng tu video lại, cố gắng nghiên cứu và tập luyện. Khi đã chơi điệu nào nó phải ra chất điều đấy, nó không bị lẫn lộn vào điệu khác nhá. Đấy mới gọi là người chơi guitar hay. Rồi video này Phong xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video khác.